Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ trình bày cái cách lắp đặt UPS rồi xin lỗi, bên mình nhận lắp đặt UPS, mua bán, trao đổi, cho thuê, sửa chữa rất là nhiều các dịch vụ, rồi thay bình ắc quy. Rồi của UPS, rồi pin xe đạp, pin UPS, mua bán pin UPS cũ. Rất nhiều hãng như Santac hoặc là Eaton hoặc là Epson, ABC tư vấn lắp đặt kỹ thuật. Các cái bình ắc quy các cái hãng như Long, Global, Phonix đủ hết. Thì tùy nhu cầu và tùy điều kiện kinh tế các bọn mình sẽ tư vấn cho các bạn xài loại UPS nào. Các bạn liên hệ theo số của Mr. Toại 09909 505 4687. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cứ gọi hotline sẽ được tư vấn 24 trên 24 tất cả các tỉnh thành: Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, có hết tất cả chi nhánh của bọn mình. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ trình bày cái cách lắp đặt UPS rồi xin lỗi, bên mình nhận lắp đặt UPS, mua bán, trao đổi, cho thuê, sửa chữa rất là nhiều các dịch vụ, rồi thay bình ắc quy, rồi của UPS, rồi pin xe đạp, pin UPS, mua bán pin UPS cũ. Rất nhiều hãng như Santac hoặc là Eaton hoặc là Epson, ABC tư vấn lắp đặt kỹ thuật. Các cái bình ắc quy các cái hãng như Long, Global, Phonix đủ hết. Thì tùy nhu cầu và tùy điều kiện kinh tế các bọn mình sẽ tư vấn cho các bạn.